Hello các bạn, thì sáng nay nhà kiêu lịch đang có mặt tại Mèo Vạc. Và nơi này là chúng ta nhìn phía sau là khu vực gọi là chợ viên Mèo Vạc các bạn. Thì ở những cái tập trước á, các bạn đã xem về chợ viên Đồng Văn rồi. Thì hôm nay nhà kiêu lịch sẽ ghi hình ở chợ viên Mèo Vạc để cho các bạn xem. Và một cái đặc biệt là tất cả những cái ngôi chợ viên ở trên đây, những cái khu chợ viên ở trên Hà Giang là đa phần là họ chỉ họp vào sáng chủ nhật các bạn. Chứ còn những cái ngày thường là chỉ có chợ trung tâm, còn chợ phiên là sẽ có những khoảnh khắc đẹp nhất chúng ta bắt gặp được bà con họ ở nhà họ có gì các bạn, họ sẽ mang ra để mà họ bán vào cái ngày cuối tuần. Thì bây giờ nhà kiêu lịch mời các bạn đi vào bên trong để cùng tham quan và khám phá chợ phiên Mèo Vạc cùng với nhà kiêu lịch nhé. Chúng ta di chuyển vào dọc cái đường này là đã là chợ phiên rồi, cái đây là khu trung tâm của chợ rồi các bạn. Đó. À bên đây có bà con đang bán cái gì? Cái này là vải lanh đó anh. À vải lanh các bạn. Rất là đẹp. Đó, đây là những cái vải lanh này. Vải lanh là mình người đồng bào mình dệt luôn anh ha. À người Mông dệt. Rồi, cảm ơn chị. Dạ. Đó, vải lanh các bạn. Đi vào trung tâm chính luôn nha. Chúng ta đi thẳng qua trung tâm chính của chợ phiên Mèo Vạc. Đó, đông đúc các bạn. Mới có đầu chợ thôi đông đúc, nhưng mà thường là ở chợ phiên là bà con sẽ đi rất là sớm mẹ, tại vì có những nhà họ nằm ở tít ở trên đồi trên núi á, cho nên là họ phải di chuyển rất là sớm. Thậm chí có những nhà họ đi từ khoảng 2-3 giờ sáng, 3-4 giờ sáng là họ đã di chuyển đi xuống để kịp chợ phiên các bạn. Đây, hai bên hàng quán bán rất là nhiều luôn, nhìn rối không biết đi đường nào đó các bạn. Đó. Mận vải rồi các bạn này, thấy không? Đây vào trong các bạn, vào trong nhộn nhịp. Này bánh gì đây chị? Bánh tráng. À bánh tráng, nhìn hấp dẫn. Rồi đợi em xíu em đi vào thăm bên chợ đó. Sáng giờ bán được chưa? Dạ. Sáng giờ là bán nhiều chưa? Bán được nhiều rồi. À vâng. À bánh tráng các bạn. Đây là vào trong coi này, cho em ghi hình xíu nha. Đây các bạn. Cái này là đậu xanh đúng không chị? À đậu xanh bắt đầu bò viên với bột rồi mình rán lên. Rồi em cảm ơn nha, đi dạo vòng đã các bạn. Đi dạo vòng thì nó cũng giống như bên chợ phiên Đồng Văn các bạn, nhưng mà chợ phiên Đồng Văn nó sẽ lớn hơn, rộng hơn. 10.000 và 3 dây buộc tóc cũng 10.000 luôn. Đây các bạn, chúng ta đang đi dần sâu vào bên trong trung tâm của chợ Mèo Vạc các bạn. Và hiện tại cái khung cảnh mà các bạn đang thấy đây chính là chợ phiên Mèo Vạc, chỉ họp vào chủ nhật hàng tuần thôi. Bình thường là những cái ngày khác vẫn có chợ nha các bạn, nhưng mà nó không đông đúc, nó nhộn nhịp như ngày chủ nhật. Tại vì ngày chủ nhật đó là bà con ở nhà trồng gì hoặc là nuôi gì là sẽ mang ra chợ để bán dọc hai bên đường rất là nhiều như là lúc nãy các bạn thấy á. Chúng ta đang đi sâu vào bên trung tâm.
khác với lại bên chợ Viên Đồng Văn các bạn. Thì chợ Viên Đồng Văn đó là nó sẽ lớn hơn nhiều so với ở đây. Tại vì ở chợ Viên Đồng Văn là tất cả những các huyện đều đổ về các bạn. Khung cảnh ở chợ Viên rất là đông đúc các bạn, nhộn nhịp. Ôi ơi, nó đông quá. Đây là cái khung cảnh đặc sắc nhất ở các chợ phiên đây. À, là bà con mình có gì là sẽ mang ra để mà bán ngay khu vực chợ phiên. Và đặc biệt là chỉ có vào ngày Chủ nhật mới gặp những cái hình ảnh này thôi các bạn, rất là đẹp. Gà này là mình bán hay mua? Không nghe được tiếng các bạn. Đa phần là nhiều bà con ở đây là không nghe được tiếng Việt. Đó. À, bà nghe được tiếng Việt không? Không nghe. Không nghe được tiếng Việt đó, bán ở nhà là có gì là mang ra bán đấy bạn. Ơi, đi dạo nè, dạo ở chợ Viên. Thường là khu vực ở chợ Đồng Văn sẽ rất là nhiều khách du lịch đổ về để mà tham quan. Tại vì chợ Đồng Văn là chợ chính, gọi là chợ chính của trung tâm. Tất cả các huyện là đều tập trung về. Nhưng mà chợ Mèo Vẹt này là hầu như là người địa phương là nhiều các bạn. Người địa phương là nhiều, chỉ có lét đét một số ít khách du lịch đến đây thôi. Trong số đó là có nhà du lịch đưa các bạn đi, chúng ta đi tham quan nè. Còn lại là bà con ở đây là người địa phương. Cứ mỗi cuối tuần là mọi người cứ hay họp chợ, ở nhà có nuôi trọng gì là cứ đem ra ngoài để mà bán. Chúng ta tiếp tục đi dạo nha. Ồ, đây măng. Này măng hả chị? Măng hả? Măng. Đó. Ồ, có cá luôn các bạn, cá suối luôn. Cá sông, cá suối luôn. Ồ, cá sông, cá suối luôn nha các bạn. Ôi, rất đặc biệt, rất đặc biệt. Ôi, đông quá, đông quá. Ồ, cái này bánh gì đây chị? Chị nghe được tiếng Việt không? Có. À, bánh này bánh gì đây? Bánh này bánh ngô à. Bánh ngô, ngô nếp. Bánh ngô nếp ngon lắm. À. Bánh ngô nếp này là bán như thế nào đây? À, như này là 10.000. 10.000. À. 10.000 một cái đúng không? Vâng, 10.000 một cái. Dễ ăn không? Dễ ăn mà. À. Cái này là cái luộc, còn cái này là cái nướng hả? Đây, cái nướng. À, cái nướng. Ngon lắm.
ngon lắm đúng không? Vâng, rồi cho một cái nhá. Vâng. Ok, để gửi tiền cái đã. Mai sạp tiếp cho anh em và đâm thoa. Để mai sạp tiếp là cho anh ta chua mình một cái. Một cái thôi. À. Lấy hai cái luôn đi. Một cái thôi, ăn không hết. Ăn không hết. Rồi, cảm ơn nha. À, ô gạo này là gạo mình là chung nuôi luôn. Vâng. Gạo nuôi là mình cứ chỉ có chủ nhật mình mới ra đây bán thôi vâng, đúng không chị? Chủ nhật mới ra đây bán. À, chị này là nói được tiếng Việt các bạn, tại vì vâng. Có nhiều cô chú là không có nói được tiếng Việt. Bánh này là ở nhà mình làm luôn đúng không? Vâng, nhà mình khác làm, mình khác lấy giống ngô đi, xong là mình trồng xong mà lúc lên ngô là mình khác làm ngon lắm. À, cái công đoạn làm nó khó không chị? Vâng, ngon lắm luôn đấy. Đây các bạn, này bánh là ngô nếp. Ồ, nướng nha, dẻo còn nó có một cái luộc đó, dẻo đúng rồi. Đây là luộc, đây là nướng, đấy ngon hả? Ngon lắm. Ừ. Ngon hả? Cái cách để làm ra bánh dễ không chị? Có dễ làm không? Làm cũng hơi khó một tí nhưng mà cố gắng làm cũng được. À. Chị có thể chia sẻ công đoạn làm bánh được không? Được mà. À, mình làm như thế nào chị? Mình trồng ngô lên. Mình té ngô xong là mình lấy đi xay. Vâng. Mình lấy đi xay xong là mình lại lấy về lại gói, lấy một ít nước vào lại gói. Vâng. Gói xong lại xay bằng máy ấy. Xay bằng máy. Gỗ đá cũng được. Nếu mà có máy cũng được nhưng mà không có máy. À. Đây là xay bằng gỗ đá cơ. Ồ. Lúc xay thì mệt lắm. Vất vả đúng không? Vất vả lắm đúng không? Ngon các bạn, rất là ngon. Rồi em xin cái túi nha, để em bỏ vào tí nữa em ăn nha. Dạ. Xin cái túi này nha, em vâng, bỏ vào tí ăn nha. Vâng. Ôi. Rồi, cảm ơn chị nha. Vâng. Rồi, gạo này gạo nương mình đem xuống mình bán luôn đúng không? Vâng. Rồi, lấy một ít gạo đi nhỉ. Ôi, mua gạo làm gì đâu, có nấu đâu. Rồi, cảm ơn chị nha. Bánh ngô ngon các bạn, nhưng mà tại vì sáng chưa ăn sáng á cho nên mình thử thôi, mình thưởng thức thử. Ồ, bên kia quán cà phê nó mở nhạc, kiếm chỗ mình đi vòng quá bạn. Ồ, cái này cái gì đây anh? À, là cái con trồng ruộng anh ngon nhất rồi này. À, con ngué hả? Mình gọi là con ngué hả? Cái đấy thì bán như thế nào? Một xiên này 10 nghìn. À, cái này là mình về mình nướng đúng không? Rán lên. Rán luôn. Rán luôn. Rán chấm. Ồ, dạ. Đây mật ong rừng hả anh? Ong rừng. Ờ. Rồi, cảm ơn anh nha. Rồi. Chúc bán đắt hàng. Rồi. Chào cô. Củ gì đấy cô? À, củ riêng. Vâng. Đây bà con bán rất là nhiều các bạn, gạo rồi nói chung là ở chợ chợ phiên á là họ có gì là họ sẽ đem ra họ bán cái đó thôi. Hôm nay là rau cải rồi mà các thứ ở đây. Xung quanh ở bên trong chợ phiên Mì Quẹt á là có ở ngoài cái khu vực phía trước các bạn là có rất là nhiều những quán cà phê họ mở nhạc á cho nên là những du lịch cố né qua một bên. Thì tới nhiều khi là những cái nhóm nhạc nhân viên về là phải cắt những cái đoạn đó bỏ, các bạn xem nó không có nó không có cảm xúc được. Tại vì nhà du lịch muốn ghi hình mà trọn vẹn nhất, ghi mà xuyên suốt cho các bạn xem cái hành trình mà đi khám phá du lịch ở chợ phiên khi mà chúng ta về Hà Giang, về Mèo Vẹt. Anh đi tới những quán cà phê là nhà du lịch sẽ né ra, không có đi vào, tại vì dính nhạc về là mình phải cắt ra. Giờ sẽ đi dạo một xíu rồi kiếm cái khu ẩm thực, khu ăn uống nha các bạn. Trời ơi, trái này trái gì đây chị? À, trái mận. Ô. À, trái mận. Em xem tí được không? Rồi, trái mận các bạn. Mận này nhỏ 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 li ti nè. Này mận nhà mình luôn hả chị? À, nhà chồng. Ở nhà chồng gì đem bán đó luôn các bạn. Chào cô, ăn gì đấy? cô nghe được tiếng không? Cô nghe được tiếng Việt không? À, khu ẩm thực, khu ăn uống ở chỗ nào cô? Khu gian hàng ăn uống là đi hướng nào? À, cô nghe được nhưng mà nghe ít. Rồi, cảm ơn cô nhé. Cô vẫn nghe được cái tiếng tiếng Việt của mình nhưng mà cô nghe rất là ít.
Dạ. Cái khu ẩm thực là khu nào vậy anh? Khu ăn uống là khu nào? Ở đâu vậy? Đây nhá, anh đi vào cái cổng này. Vâng. Vào cổng này xong là rẽ lên đây. Dạ. Đó, nó đi cái vô, nhà to vô nhất trong đấy. Vô trong là rẽ rẽ lên. Dạ. To nhất, cao nhất đấy. Ở trong có bán thắng cố miền mé rồi trong đó hết luôn. Đúng rồi. Rồi, em cảm ơn nhé. Dạ. Vâng. Đây bạn thấy vào bên trong khu ẩm thực nha, thì nãy giờ là cho bạn xem cái cảnh ở bên ngoài bà con buôn bán ở nhà trồng cái gì nuôi gì đem ra chợ bán vào những cái ngày cuối tuần, ngày chủ nhật, phiên chợ hàng tuần các bạn. Bên chợ phiên Đồng Văn á, thì các bạn sẽ bắt được những cái hình ảnh là bà con sẽ dắt trâu dắt bò ra ngay cái khu vực bán, tại vì chợ phiên Mèo Vạc này nó nhỏ hơn chợ phiên Đồng Văn. Khu ăn uống nên đi trong đây á chị. Dưới đông đông anh kia dưới hẳn. À. Rẽ vào bên tay trái. Dạ vâng, đi xuống tít ở dưới rẽ vào. Đi một đoạn nữa đấy, cái khu bà bạt ở dưới màu cam này. À dạ dạ dạ. Rồi, em cảm ơn nhé. Đi kiếm khu ẩm thực, khu ăn uống các bạn. Trời ơi, dưới kia còn đông nữa các bạn, nó đông nghẹt ở dưới kia. À, chó mình dắt đi bán hả? Chó này là mình dắt đi bán hả hay là mình mua mới mua? Mua về. À vừa mua về. Vâng. À, bao tiền con đây? Ờ 400. Ờ à, mua về nuôi à? Vâng, về nuôi. À rồi cái này cái gì đây anh? Bò xít à. Là bò xít là cái gì? Bò xít cái này là. À con bò xít đúng không? Vâng, vâng. À cái này để mình ngâm rượu hay sao? Không. Cái này chưa biết được. Mua ấy. À mua ha. Mới vừa mua luôn. À rồi, cảm ơn nhé. Ôi đông nghẹt luôn các bạn. Đó khu vực ở phía dưới này chỗ nó còn đông nữa, đông nghẹt ở trên này nó nãy các bạn đi nó còn đỡ, ở dưới bà con đi chợ phiên rồi đông đen. Đó khu trung tâm chợ các bạn. Đây giá đổ bà con trồng. Cái này bánh gì đây cô? Bánh gạo. Bánh gạo. Ồ, bánh gạo nướng đúng không? À, cái này dễ ăn không? Ăn ngon đấy. Ăn có gia vị chưa? Ăn nó ngọt hay là nó mặn? Ăn ngọt đúng không? Ăn ngon đấy. À, bao tiền một cái? 10.000 một cái. Rồi cho một cái đi. Hai cái. Một cái thôi, ăn không hết đâu. Ăn ngon đấy. Rồi, 10.000 đúng không? Mua ủng hộ bà con hẳn mình thưởng thức luôn các bạn, tại vì ở dưới miền xuôi cũng ít thấy cái bánh này nè, gọi là cái bánh gạo này. Đây gửi tiền cái đã, để tí lại quên. Đây gửi tiền. Vâng. Cái bánh gạo này mình làm dễ không? Dễ làm không? À, dễ làm không? Dễ, có dễ làm không? À không nghe được tiếng Việt các bạn. Đây các bạn coi là nhìn cái bánh gạo này các bạn thấy không? Đó, ở dưới miền xuôi mình rất ít thấy những cái bánh như thế này, cho nên là nhà phiếu lịch mua thứ nhất là ủng hộ, thứ hai nữa là mình để mình thưởng thức luôn các bạn, để mình thưởng thức. À, cảm ơn nhé. Trời ơi đông nghẹt.
Đó, còn dưới nữa, bây giờ đi vào bên trong kiếm khu ẩm thực ăn các bạn. Đi sớm giờ đi dạo sáng chưa ăn gì luôn. Đi dạo ghi hình cho các bạn xem chưa có gì vô bụng luôn các bạn. Ơi cho chú qua tí nào. À dạ. Bánh bò. À dạ. Đây là cái sợi phở đó bạn. Đó. Rồi đi vào trong khu ẩm thực bạn. Đây. À, cái này thắng cố hả cô? Thắng cố gà đen. À. Kê gà các thứ. Thắng cố này là ngựa hay là bò cô? Đây chỉ bò thôi ạ. À dạ vâng. Trên này không có ngựa. Dạ vâng. Rồi em đi dạo vòng đó nhé. Dạ vâng. Trời ơi trong đây đông đó các bạn. À, sáng sớm mà khu ẩm thực đông nghịch ở đây. Em một bát gà thôi. Ôi nóng nóng, nước sôi nước sôi. Đây bạn, đây là khu vực gọi là khu ẩm thực của bà con ở đây. Giờ sẽ kiếm một cái hàng ở đây bên ngồi mình ăn nhé. Còn cái hàng nào đây? Cho bạn xem còn cái gì mèn mén rồi này kia. Giờ đang đi tìm nãy giờ chưa thấy các bạn. Ông kiếm mèn mén mà chưa thấy. Ô, này xôi ngũ sắc á cô? Hả? Xôi hả? Xôi mà. Xôi. Ừ, đúng rồi. Xôi ngũ sắc các bạn. Xôi màu sắc. Nhiều màu. Ừ. Đó. Rất đẹp luôn. Ừ. Cảm ơn cô nhé. Đây, này là xôi ha, cái này là xôi. Đó, xôi ngũ sắc của bà con đó. Đó, bà con nấu lên luôn. Rồi, cảm ơn cô nhé. Đó, những cái hàng phở. Này đi kiếm ghi hình cái mèn mén tẩu chú rồi đó các bạn xem mà kiếm nãy giờ kiếm chưa ra. Hồi hôm nay đa phần là phở là chính bạn, tại vì mình đi tìm tẩu chúa rồi tìm mèn mén rồi ghi hình, tại vì cũng giống như bên chợ Đồng Văn á, trước là Nhật Du Lịch cũng đã dùng thử rồi, nhưng mà sẽ có nhiều bạn, nhiều khán giả mới không có xem được cái video là ở chợ phiên Đồng Văn, cho nên là bây giờ mới quay lại chợ phiên Mèo Vạc để ghi hình cho các bạn xem và kiếm những cái món đặc sản ở trên đây. Vừa rồi thì thấy gọi là thắng cố là cũng đã thấy rồi, phở lợn phở gà này kia, nhưng mà kiếm mèn mén chúng tôi chú kiếm ra. Bây giờ chắc là qua kiếm cái quán phở nào đó chúng ta ngồi mình ăn sáng luôn các bạn, tại sớm giờ lòng vòng đi ghi hình cho các bạn xem á, chưa có gì vô bụng. Tại đi muốn đi chợ phiên á, nó đẹp nhất là mình phải đi vào sáng sớm các bạn, chứ mà các bạn để mà trưa là nó tan chợ đó, tan chợ nó vắng dần, nó không còn cái đẹp nữa, mình không thấy được cái cảnh mà bà con từ trên núi đồ bà con mang những cái gùi những vai đi xuống chợ này kia. Rồi, kiếm cái chỗ nào nó thoáng thoáng ngồi đây. Rồi, qua đây các bạn. Rồi, ngồi đây. Chào chú. Ăn sáng à. Bà ơi, ừ. Cho cháu bát phở lợn. Hả? Phở. Phở, ta đen à? Lợn. Tiêu lợn á? Vâng, có phở lợn không? Có.
Đó, ngồi đây thưởng thức phở lợn các bạn, tại vì ở dưới miền xuôi mà các bạn à. Vâng. Hai bát. Ở dưới miền xuôi là mình ăn ăn phở gà, phở bò này kia, nhưng mà lên đây là thưởng thức phở lợn này nó khác nha các bạn, nó khác các bạn đừng nghĩ là thịt bò á. Dạ không, lợn thôi. Vâng. Các bạn nghĩ là phở lợn là bỏ những cái cục giò đó, không phải, phở lợn ở đây nó khác. Tí nữa phở ra sẽ cho các bạn xem là nó khác như thế nào. Đó, đây là cái khung cảnh là những cái hàng ăn các bạn, đó những cái hàng quán đông đúc nhộn nhịp ngày chợ phiên. Đó, dịp cuối tuần các bạn thấy không, trời ơi đông đúc, bà con đi dạo chợ này kia xong rồi vào ăn uống ẩm thực ở đây. Nhà chú gần đây không? Hả? Nhà gần đây không? Nhà. Vâng. Nhà sống cá thôi. À. Chú nghe được tiếng Việt không? À, nghe được nhưng mà nghe ít. Vâng, ở vùng cao. Chú ở bên Khâu Vai à? Không phải. Ở đâu à bà? Chắc là à xa lắm. Thường mà các bạn nếu mà đi ở chợ phiên Đồng Văn á thì rất là dễ như bắt những cái câu chuyện, tại vì người bên chợ phiên Đồng Văn á là người đồng bào bên đấy á, là họ biết rất là nhiều tiếng Việt, là họ tiếp xúc mình rất là dễ. Bên chợ phiên Mèo Vẹt á là ở trên đa phần người dân ở đây là ở vùng sâu vùng xa, ở trên vùng núi, cho nên là cũng biết lờ lỡ, bạn chỉ biết một vài tiếng thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta tiếp xúc thì mình, nếu mà mình nói mà bắt buộc phải nói thì là chậm, rõ từ rõ chữ bạn thì bà con mới nghe chúng ta nói được. Còn mà mình nói mà mình nói nhanh quá, nhiều khi là bà con sẽ không nghe luôn. Bên đây là những cái hàng quán phở này kia, phở này phở chén tay các bạn, phở đa phần ở đây là họ làm chén tay xong rồi họ cắt ra. Cho cháu hai bát phở lợn nha. Sớm giờ đi kiếm lòng vòng kiếm cái miền miếng kiếm thổ chú kiếm không ra. Khói bạn. Trời ơi rau một rổ rau lớn như nè. Các bạn thấy không? Một nhiều thứ khác lắm. Ở dưới miền xuôi dưới thành phố này kia mình ăn là sẽ bê ra một cái đĩa rau đủ cái phần ăn thôi, còn đây là một rổ rau các bạn, trên vùng cao này rau họ trồng các bạn rất là nhiều luôn, rau ở đây cũng rẻ lắm. Vâng. Vâng, cảm ơn. Ôi ơi. Cho em cái thìa. À đây. Đây, không phải. Cho em cái thìa sạch á. Đây bạn, phần này của camera. Đó. Cho bạn xem này, bên trong phở lợn nè. Đó. Cái thịt lợn á, rồi là ở đây là gọi là thịt lợn lợn đen các bạn. Đó, thịt lợn đen á họ thái ra. Chứ không phải là phở lợn là phở giò như ở dưới miền xuôi mình cứ nghĩ phở lợn là phở giò rồi. Em cảm ơn. Ở dưới miền xuôi mình cứ nghĩ là phở lợn là cái cục giò rồi heo này, chứ không phải, ở đây là phở lợn lợn đen các bạn, đặc sản của vùng đông tây bắc. Rồi thưởng thức nha. Này chắc phải bỏ tí mình hay ăn mặn bạn, nêm tí mắm. Trời ơi mắm này cho nguyên chai luôn. Cà ra mắm nha. Chế bà. Đó, bên đây một cái đổ rau này rửa sạch rồi bạn. Rồi giờ thưởng thức nè, tiếp tục.
Sáng sớm đói á, như ghi hình sớm quá đói bụng rồi ăn ngon các bạn. Cái cọng phở này là phở bà con tráng tay các bạn, không có làm bằng máy nha, tráng không mà cắt ra bằng tay luôn. Cái phở gọi là phở tráng kìm các bạn. Cục cái vùng này, cái này đặc trưng ở khu vực tráng kìm, nhưng mà đa phần rất là nhiều những bà con đây họ vẫn làm được những cái bánh phở như thế này. Rồi bây giờ tạm khép máy này, anh em ăn xong tiếp tục ra ghi hình cho các bạn xem còn những cảnh ở bên ngoài nó còn cảnh nào nữa, tiếp tục ghi hình cho các bạn nha. Và rồi khép máy mình ăn uống cho nó thoải mái mà, để cho camera ăn nữa, sáng giờ chưa ăn gì rồi. Rồi ăn xong bạn, bây giờ đi dạo tiếp coi có gì nữa ghi hình cho bạn xem nha. Ờ, em thấy ở đây có mèn mén là cái gì đâu chị? Mèn mén ở đây. Đâu, bên kia hả? Vâng. Cái hàng nào hay đấy có biển đấy, biển ở cuối kìa, ở dưới là có miền mén đúng không? Miền mén tàu chúa. À tàu chúa, vâng, cảm ơn nhé, để em đi kiếm miền mén tàu chúa đây. Trời ơi, khói nó kèm mát các bạn. Nhà vệ sinh như nào cô? Nhà vệ sinh ở chỗ nào cô ơi? Chịu à? Ồ, đây như đây. Cái này là miền mén hả cô hả? Miền mén đúng không? Dạ, cho cháu xem nha cô. À, đây các bạn, đây là miền mén này. Đó. À, làm từ ngô các bạn. À, cháu cảm ơn nha. Ờ, mình đi xuống khu vực phía dưới bạn, xuống khu vực phía dưới xong đi ra phía trước luôn coi còn gì nữa ghi hình cho bạn xem luôn. Này vải gì đấy chị? Quần áo ấy, quần Mông. quần áo của người Mông. Ở đây là mình đem mang đi bán hay là mua? Bán. À. Sớm giờ bán được bao nhiêu cái rồi? Không bán được. À, không bán được. Có được mà vẫn vui đúng không? Rồi em cảm ơn nha. Đây vải lanh các bạn, đây những cái sợi lanh mà để làm ra những cái tấm vải này đó. Bà con đang kéo để mà đan những cái sợi lanh nối lại các bạn, nối những sợi lanh lại các bạn thấy không đó, cái công đoạn để nối những cái sợi lanh lại và sau đó nó còn rất là nhiều những cái công đoạn nữa để mới ra một cái tấm vải lanh. Đây quần áo của người Mông. Chào em. Rồi, rồi áo người Mông nè. Áo này là bao tiền một cái đây? Cái này không size, cái này size này lắm. À. Cái này 450 một cái. Áo người Mông mình tự dệt tự làm luôn hả? Cái này tự làm. Tự cắt ra tự làm luôn. Cái này là vải này kêu là vải gì? Vải lanh. À. Đây bạn, từ những cái gọi là những cái sợi lanh á mà bà con sẽ nối lại rồi qua rất nhiều những công đoạn rồi xe quay rồi các thứ phải giả đó, cho nó diễn ra đồ này kia mới ra được tấm vải bắt đầu cắt làm đó. Đây này đó. Đây là sợi lanh này đúng không? Đó sợi lanh đúng không em? Đó bạn thấy đây là sợi lanh làm vây. À. làm vây làm vây. Rồi cảm ơn bà nhá. Dạ. Rồi đi ra khu vực phía trước các bạn. Bạn nghe được tiếng Việt nhiều không? Hả? Có nghe được tiếng Việt không? Biết ít. À. Nhà gần đây không? Nhà ở đây mà. Ờ à, nhà ở đây à. Ờ. À. Nhà thì có hai con gái đi làm công ty mà. À hai con gái đi làm công ty. À. Cái lanh này là mình rảnh lúc nào là mình làm lúc nấy đúng không? Ờ. Nối lại đúng không ạ? Ờ. À.
đó, thế thế bà đeo đầy người đó, bạn đó đeo những cái sợi lanh nè. Bà đi bà già luôn. À dạ. Rồi cháu cảm ơn nhé. Vâng. Ủ. Chào em gái. Rồi ra phía trước các bạn. Rồi đi xuống ở khu vực phía dưới nữa các bạn. Đây đi sâu xuống khu vực phía dưới đó, thì sau khi mà chúng ta ăn sáng xong là bây giờ chợ nó cũng thưa dần và thưa thớt dần, cho nên là Nhật Ký Lịch nói là chúng ta nếu mà muốn đi chợ phiên là phải buộc phải đi thiệt là sớm mới bắt gặp được những khoảnh khắc đẹp, những khoảnh khắc bà con ở trên nương trên rẫy đi xuống dưới chợ bạn, còn mình đi trễ là lúc đó là tan chợ rồi, mình sẽ không thấy được những hình ảnh đẹp đâu. Ở xuống tới đây là bắt đầu là hết chợ đó các bạn, thì sớm giờ thì Nhật Ký Lịch cũng đưa các bạn đi tham quan ngắm cảnh rồi khám phá ăn uống ẩm thực ở trong chợ phiên Mèo Vạc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video tới thời điểm hiện tại, và đừng quên để lại cho Nhật Ký Lịch một đăng ký kênh, bật cái chuông thông báo để đồng hành cùng với Nhật Ký Lịch trong những video sắp tới. Một lần nữa xin cảm ơn và chúc sức khỏe các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.